Vừa rồi là ca khúc Thằng Quậy. Và ca khúc này cũng chính là món quà âm nhạc đầu tiên mà Shinhan Radio muốn gửi tặng đến cả nhà trong chương trình Shinhan Radio số 38 lần này. Mình là Bá Tùng, đến từ chi nhánh Hà Nội. Còn mình là Thanh Nga, đến từ Shinhan Culture Team. Cả nhà thân mến, lại một mùa trung thu nữa lại về. Trung thu là Tết đoàn viên, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng mong muốn có được một mùa trăng ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Thế nhưng ở đâu đó vẫn còn những mảnh đời kém may mắn và cần được sự sẻ chia từ cộng đồng. Và với ý nghĩa đó, mỗi năm cứ đến Tết Trung Thu, Shinhan Bank chúng ta lại tổ chức hoạt động tình nguyện mang tên Moon Festival để san sẻ yêu thương và mang đến một cái Tết Trung Thu thật ý nghĩa, đong đầy hạnh phúc cho các em thiếu nhi còn gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn về vật chất. Với sự tham gia của gần 200 nhân viên đến từ tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch từ Bắc tới Nam và sự tài trợ, quyên góp nhiệt thành từ chính các Shinhanita chúng ta, tất cả cùng tạo nên một tinh thần Shinhan mạnh mẽ, đó chính là sự chia sẻ niềm vui và mang đến yêu thương. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát A Good Stream do Izuni thể hiện. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức. Cứ biết
Shinhan Radio rất vui vì thời gian vừa qua đã nhận được sự đón nhận và quan tâm của đại gia đình mình. Và ngay sau đây sẽ là ca khúc Photograph được gửi tặng từ một thính giả giấu tên. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. No, I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only us when we die. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped. Through the phone, wait for me to come home. Ca khúc tiếp theo là một món quà gửi tặng từ chị Trần Thanh Xuân đến từ chi nhánh Đồng Nai. Ca khúc được mang tên Perfect. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother. And I might never be the one who brings you flowers. But I can't be the one tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah.
Girl, I hope you're sure what you're looking for. 'Cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. I might never be the hands you put your heart in, or the arms that hold you anytime you want them. But that don't mean that we can't live here in the moment. 'Cause I can be the one you love from time to time. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah. Girl, I hope you're sure what you're looking for. 'Cause I'm not good at making promises. And if you like midnight driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby, you're perfect. Baby, you're perfect. So let's start right now. And if you like cameras flashing every time we go out, oh yeah. And if you're looking for someone to write your breakup songs about, baby, I'm perfect. And baby, we're perfect. If you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know Và để tiếp nối chương trình, xin mời cả nhà hãy cùng Shinhan Radio thư giãn với những giai điệu nhẹ nhàng đến từ ca khúc được mang tên Có Chàng Trai Viết Lên Cây. Chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ. Có khi trong tim thức ngỡ là mơ. Câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới, hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối, chỉ thường có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai vơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vụ vơ nhanh qua, đâu nghĩ gieo từng từ đến dài như thế. Đời muộn ngã mang số kiếp đổi thay,
rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, dẫu tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi chi giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Chàng trai lúc xuân xanh ngược xuôi bon sen đất khách, mỗi tình cứ thế phai nhanh, dường như thôi không nghĩ đến. Ít lâu có cô gái làm dịu em hồn đã khô, dẫu không có đôi mắt giống mùa thu. Câu chuyện đáng lẽ xa xôi, niềm riêng không ai nhắc tới, nhưng rồi ngăn cách xa khơi. Một hôm cơn mưa dẫn lối, thấy cô gái nằm ấy khiến thổn thức như lúc đầu. Vẫn nơi đó đôi mắt biết, nhưng giờ đã biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa, trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì không ai hiểu thấu. Vì tình yêu những đứa trẻ con thì phù vơ nhanh quá, đâu nghĩ gieo từng từ đến dài như thế. Đời muôn ngã mang sâu kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, sâu tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi dòng dài viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, có chàng trai viết lên. Và món quà âm nhạc tiếp theo sẽ là một ca khúc được mang tên Ánh Nắng Của Anh. Và ca khúc này cũng chính là món quà đặc biệt từ một anh nam của phòng giao dịch Nam Sài Gòn gửi tới chị Linh của chi nhánh Phú Mỹ Hưng với lời tỏ tình rất dễ thương. From bottom of my heart, hope you can give me a chance. Lắng nghe từng nhịp tim anh,
những khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Sao có em luôn bên anh trên con đường ta chung đôi, niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta chạm nhau tình yêu anh, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Tiếp nối chương trình sẽ là ca khúc Way Back Home. Và ca khúc này cũng chính là món quà chúc mừng sinh nhật mà anh Nguyễn Đình Đông gửi tặng đến chi nhánh Sóng Thần. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가, 아무리 막아도 결국 너의 곁인걸. 길고 긴 여행을 걸렸네, 이젠 돌아가. 너라는 집으로 지금 다시 way back home. 시간 속 잠든 너를 찾아가, 아무리 막아
들려주려 해. 오직 너로 완결된 이야기를 một dịp đặc biệt, đó chính là ngày sinh nhật của Mr. Lee Dong-gil và anh Nguyễn Cao Hiếu đến từ Corporate Business Department, chị Lưu Ngọc Phương Kim đến từ Cạc Planning, chị Hồ Thị Thu Hiền đến từ Credit Analysis Department, chị Lê Ngọc Mai đến từ phòng giao dịch Cầu Giấy, chị Vũ Thu Hương đến từ phòng giao dịch Hà Đông, chị Phạm Duy Anh Nguyên đến từ Contact Center và chị Nguyễn Thị Thu Hoài đến từ chi nhánh Vĩnh Phúc. Shinhan Radio xin được gửi đến bác Ly và các chị những lời chúc tốt đẹp nhất kèm bài hát được mang tên Everything I Need. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức. Lan tỏa, đó chính là thông điệp mà Shinhan Radio muốn truyền tải đến đại gia đình mình.
Shinhan Radio không chỉ mang lại những ca khúc âm nhạc đặc sắc mà còn là nơi giúp bạn gửi gắm những yêu thương. Và sau đây sẽ là một món quà âm nhạc rất đặc biệt được gửi tặng từ một chị nữ của hội sở với lời nhắn đến một nửa yêu thương của mình. Nothing could keep us apart. Thanks for being with me. Happy September the 9th. Món quà là một ca khúc được mang tên Rewrite the Star. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. You know I want you. It's not a secret I try to hide. I know you want me. So don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards. Fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you? But there are mountains that we can't walk through. I know you're wondering why. Because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say? Not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Cả nhà ơi, Tết Trung Thu đến rồi. Mến chúc đại gia đình mình có một mùa Trung Thu thật ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình cùng những người thân yêu. Và để kết thúc chương trình Shinhan Radio số lần này, xin được gửi đến đại gia đình Shinhan ca khúc Đi Để Trở Về. Ban biên tập mong rằng chương trình đã mang lại cho các bạn những giây phút thoải mái, thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Mọi thông tin, thắc mắc hay muốn gửi những bài hát đến những người yêu thương, vui lòng liên hệ Shinhan Culture Team. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Những cung đường xa dấu chân dày đêm. Ra tôi mong xem đất trời rộng bao nhiêu thế. Thích mưa ngoài khơi kết mây là lời. Hóa ra tôi là người như vậy. Không
không chọn đi thì sao biết đây. Nhiều điều là bất ngờ, và chuyện chẳng mong chờ. Đôi khi tôi nhớ những điều gì đó, rộn ràng cảm xúc trong ngàn vạn dặm bước chân đi. Chỉ cần dừng lại đã thấy nhớ. Là đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi một nơi không ai biết được, một nơi xa mà chưa ai đặt chân tới. Đi thôi, đi thôi, không quan tâm bao xa, cứ đi nhiều lần trong đời, đi xa để trở về. Điều khác là để vẽ thêm nhiều lần hoàng hôn trong cuốn nhật ký đời ta. Những bước chân qua từng con suối hay núi đồi, những tiếng chim ca hòa vào trong niềm vui mới. Ta sẽ có một tuổi trẻ cùng những tiếng cười đi để trở về, vì biết rằng mình chưa bao giờ tiếc nuối. Dù là bao xa, dù buồn hay vui, cảm nhận quanh ta để lắng nghe câu chuyện đời. Ta nơi cánh tay phía trước là bầu trời, ghi tên trong tim từng ánh mắt từng nụ cười. Có ngày rất xa cất một nơi ngang qua rồi, mai ta mang tất cả về nhà nên như món quà. Môi mặt vì biển là để dành cho em, mà là hùng vĩ là để dành cha xem. Câu chuyện đời mưa nắng về sẽ kể mẹ ngày. Ngày hôm đó không rượu mà không làm con say. Thích đi tự do chẳng có gì lo, mỗi chân nơi đâu ta dừng chân ngay nơi ấy. Thức khuya nhìn lên thấy đêm dịu em, trước mắt ta là ngàn sao trời, lòng thành thơi tự nhiên chơi với. Nhìn lại thì trước giờ, ngày thì đọc bước đêm mơ. Đôi khi tôi nhớ đến điều gì đó, rộn ràng cảm xúc trong ngàn vạn dặm bước chân đi. Chỉ cần dừng lại là thấy nhớ. Là đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi một nơi không ai biết được, một nơi xa mà chưa ai đặt chân tới. Đi thôi, đi thôi, không quan tâm bao xa, cứ đi nhiều lần trong đời, đi xa để trở về. Đi rồi đi để nhận ra nơi đẹp nhất là mái nhà. Bao buồn vui đã trải qua chẳng thể nào lòng người bớt, nhưng nỗi nhớ phương xa rồi sẽ có lúc quay lại. Đây cùng gia đình nhỏ bé giang tay đón trời mây, xanh bước ta đi cùng nhau, cùng sẻ chia những phút giây nhiệm màu. Ta không muốn phải một mình, cô đơn trên cuộc hành trình này. Đã thấy mình đủ lần để thôi em mất những niềm riêng. Sớm nay hãy đi cùng nhau, tôi đến dắt tay trở về. Vì là bao xa và là bao lâu tay hứa với nhau. Đi để trở về, đi để trở về, ey, đi để trở về, đi để trở về, đi để trở về.